Thần Biệp Hai Vợ. Ngày xưa, có một gã trẻ tuổi nghèo kiết xác, chưa có vợ. Cha mẹ chết sớm nên hắn ở một mình. Hằng ngày, hắn chỉ biết lang bạc, bên đông bên tây làm chuyện rùi bu, nên chẳng có nghề ngỗng gì ra hồn. Nhà hắn lại ở bên cạnh nhà một phú ông, có cô con gái xinh đẹp đến tuổi lấy chồng. Hắn cũng có ý ngắm nghé con gái phú ông, nhưng đời nào phú ông lại chịu gả con gái ruột của mình cho hắn. Nghĩ thế, hắn mới quyết chí tìm cách để lấy nàng cho bằng được. Ông làm ơn cho con mượn cái cân ạ. Mày thì mượn cân làm gì? Dạ, con cân mấy thứ lặt vặt thôi ạ. Ôi, hôm nay sao Rồng lại sang nhà tôm thế này ạ? Xưa nay, ta chưa từng thấy người chơi đồ cổ bao giờ. Thế mà nay trên bàn thờ có bày hai con nghê bằng sành, còn dính đất chưa chùi sạch là thế nào? Dạ, là do con... Sao người phải ấp úng thế? Có gì đâu ạ, con mua ở chợ thôi. Vậy chiếc hòm kia là... Dạ, trong này không có gì đâu ạ, ông đừng bận tâm. Hắn ấp úng vậy thì chắc chắn là hắn đào được kho báu rồi. Gả con gái cho hắn thì con gái ta sẽ sung sướng cả đời. Xưa nay chúng ta ở gần nhau, ta cũng biết là ngươi tuy nghèo nhưng cốt cách cũng ra vẻ con người nho nhã. Và thế là đám cưới diễn ra như đã dự tính. Anh chàng ranh mảnh nghèo sơ nghèo xác ngày xưa, chắc hẳn là vàng bạc châu báu ở đây mà. Làm vợ chồng rồi mà còn giấu làm gì cơ chứ? Để ta mở xem như thế nào. Hả? Trời ơi, trong này chỉ toàn là gạch đá. Trời ơi, đây cũng chỉ là đôi ngai sành bình thường, chứ có phải là đồ cổ gì đâu. Nàng... Chàng đã cố tình lừa em phải không? Dù sao chúng ta đã là vợ chồng rồi. Nếu như chàng đã giỏi tới mức có thể gạt được cha của ta, vì sao chàng không ra ngoài kia mà kiếm tiền để thể hiện là người tài giỏi đi chứ? Được rồi, nếu ta có thể làm ăn buôn bán để trở nên giàu có, thì nàng sẽ mãi ở bên ta chứ. Nghe vợ nói vậy, hắn ta gật đầu ưng thuận rồi bỏ nhà ra đi. Sau mấy hôm thì anh ta đã đi đến một tỉnh khác. Anh chàng xin được làm đầy tớ cho một phú thương giàu có nứt đố đổ vách. Phú thương lại có ba cô con gái chưa chồng, cô nào cô nấy trông rất là đẹp. Vậy là gã trai trẻ lại nảy ra âm mưu sẽ cưới một trong ba cô gái hòng có được của nã của phú thương một hôm. Đây là mảnh vải lụa đẹp nhất của cửa hàng ta. Ta định sẽ tặng nó cho hoàng lớn. Nếu hoàng lớn thấy vải đẹp, sau này sẽ giúp ta bán lụa vào trong triều cho các phi tần. Một hôm, phú thương chọn một mảnh vải lụa thật đẹp để mang đi biếu quan trên. Phú thương sai gã trai bê bọc quà đi cùng. Nhưng phú thương không hề biết gã trai đã lén lút cắt rách một góc vải. Bẩm quan, hôm nay con có chút quà biếu ngài, là một mảnh vải lụa đẹp nhất tại cửa hàng của con ạ. Con không mau mang vải lại đây. Bẩm ông, con vừa kiểm tra, ông không để ý kỹ lúc chọn vải rồi. Con thấy mảnh vải lụa này bị rách một đường nhỏ ở mép vải đấy ạ. Hả? Thật à? Chót mang thứ đây rồi. Bên này thì danh tiếng của ta sẽ bị ô uế, làm sao có thể buôn bán kinh doanh ở đất này được nữa cơ chứ. Ông đừng lo, con có khách rồi ạ. Con xin quan và ông tha tội ạ. Con không cố tình đâu, mà tại con vụng về quá. Vâng, thưa quan, để con về sẽ trị tội tên hầu vô dụng này. Con xin đổi mảnh vải lụa khác ạ. Chứ mảnh vải lụa này mà dâng lên quan thì thật đắc tội. Trở về nhà, phú thương nhờ gã trai kín miệng kẻo ảnh hưởng tới việc làm ăn của ông ta. Đổi lại, gã trai muốn gì, phú thương sẽ đáp ứng. Thế là gã trai đòi phú thương được cưới cô con gái cả, và hắn ta lại được thêm một cô vợ mới. Cưới nhau được ít lâu, hắn đưa người vợ mới đi chơi trên một chiếc thuyền rồng lộng lẫy. Chà, ở đây phong cảnh hữu tình, vợ chồng mình lên bờ dạo một chút đi chàng. Hả? Trời ơi, chẳng phải là người chồng bỏ đi làm ăn xa của mình đây sao? Sao anh ta lại... Nè, đây là chồng của tôi mà. Thì ra, anh không những lừa cha của tôi để lấy được tôi, giờ còn bội bạc lấy thêm một người vợ nữa. Chuyện này là thế nào? Mình giải thích đi chứ. Anh ta đã lừa cha tôi chỉ bằng đôi nghe sành và chiếc hòm đầy sỏi đá.
rồi còn lươn lẹo hứa với tôi sẽ chăm chỉ làm ăn. Ai ngờ chắc hẳn là anh ta cũng lừa cô luôn rồi đó. Thế thì không còn nghi ngờ cái gì nữa, anh ta cũng đã lừa cha tôi bằng tấm lụa rách rồi. Đúng là kẻ xấu xa, đã lừa biến lại còn lươn lẹo dối trá, bạc tình bạc nghĩa. Họ đuổi anh ta khỏi làng đi, đuổi đi. Bị hai người vợ vạch mặt, lại thêm dân làng xua đuổi, gã trai bẻ mặt xấu hổ, co chân bỏ chạy, trốn chui trốn dũi trong rừng. Truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Thuở ấy, đời vua Hùng Vương thứ 18, có một cô con gái nhan sắc tuyệt trần, lại vô cùng thùy mị. Vua muốn chọn chàng rể vừa hiền vừa tài nên truyền lệnh mở hội kén rể. Trai tráng khắp nơi nô nức kéo về kinh đô thi tài. Đã nhiều ngày qua đi, biết bao nhiêu chàng trai tuấn tú, võ nghệ tài ba lần lượt trổ tài, nhưng không ai được nhà vua và công chúa mỹ nương ưng chọn. Thưa đại vương, tất cả chàng trai sáng giá nhất từ khắp mọi miền đã đến xin cầu hôn công chúa rồi đấy ạ. Người vẫn không ưng được ai sao? Ta chưa thấy ai đủ xuất sắc để xứng với con gái của ta. Ta muốn con rể của ta phải có khí chất phi thường, làm được những điều lớn lao cơ. Không biết tìm đâu người như vậy bây giờ, thưa đại vương. Bẩm đại vương, có hai chàng trai trông rất cao ráo, khí chất khác hẳn người thường. Một xưng là Sơn Tinh, một xưng là Thủy Tinh, đến xin cầu hôn công chúa ạ. Bao cho vào đi. Muôn tâu đại vương đáng kính, thần là Sơn Tinh, đến từ vùng núi Cao Ba Vì. Thần đến đây xin cầu hôn công chúa mỹ nương. Còn thần là Thủy Tinh, là lãnh chúa cai quản biển Đông. Thần có thể hô mưa gọi gió, thậm chí điều khiển cả lốc tố. Thần là người xứng đáng nhất với nàng mỹ nương xinh đẹp đây. Vậy cả hai hãy cùng thể hiện tài nghệ của mình đi. Ta sẽ quyết định chọn ra người xứng đáng là con rể của ta. Lời vua truyền vừa dứt, Thủy Tinh đã vội ra oai, gây sấm sét đùng đùng. Đến lượt Sơn Tinh, liền khoan thai vẫy tay phá phép dời núi, đổ cây, phá rừng vung đất. Họ đều tài giỏi xuất sắc, còn muốn chọn ai? Họ đều ngang tài ngang sức, còn e nếu đưa ra quyết định lúc này thì quá vội vàng. Theo con, cha nên ra thêm thử thách cho họ. Con gái ta nói phải, ta sẽ nghĩ ra một thử thách thật khó khăn cho họ để tìm ra ai là người xứng đáng nhất. Sơn Tinh, Thủy Tinh, cả hai đều là bậc kiệt xuất, có sức mạnh phi thường. Ta đều vừa ý cả hai, nhưng ta chỉ có một đứa con gái thôi, cho nên chỉ có một người được chọn. Muốn cưới con gái ta thì phải có lễ vật ra mắt ta. Rạng sáng ngày mai, trong hai người hễ ai mang được những vật lạ cổ quý đến đây trước thì ta sẽ gả con gái cho người ấy. Trên đời này lễ vật có cái gì quý giá mà ta không có được đâu. Mị nương chắc chắn thuộc về ta rồi. Buồn tâu đại vương, người cần những lễ vật gì để thần chuẩn bị ạ? Lễ vật phải có đủ gồm 100 ván cơm nếp, 200 tiệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao. Hai người nghe rõ chưa? Lễ vật gì bà lạ vậy? Sao rồi, ngươi đã tìm đủ những lễ vật đó chưa? Dạ, bẩm thưa thủ lĩnh, thần đã cho người đi khắp thủy cung bốn biển mà không thể tìm ra được lễ vật như ngài yêu cầu. Chả lẽ họ cố tình làm khó dễ ta? Nhưng không sao, hãy bao bao cho mang về đây tất cả những sản vật quý hiếm nhất của biển cả. Ta tin rằng với tài năng, bản lĩnh như ta và cùng với số báo vật đó, nhà vua và công chúa sẽ siêu lòng thôi. Thủ lĩnh anh minh, chắc chắn công chúa sẽ thuộc về ngài. Từ tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã có mặt ở sảnh điện với mâm lễ vật gồm 100 ván cơm nếp, 200 tẹp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao và bao nhiêu vàng bạc châu báu. Vua Hùng giữ lời hẹn gả công chúa cho Sơn Tinh. Con đã mang lễ vật đến trước và lễ vật của con đều đúng như yêu cầu của ta. Con xứng đáng có được con gái ta. Từ nay hãy thay ta yêu thương chăm sóc bảo vệ mỹ nương nha. Dạ, con xin dùng cả sinh mạng này bảo đảm với người điều đó. Con sẽ khiến nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Đứng lại, mỹ nương phải thuộc về ta. Thủy Tinh, ngươi đã đánh mất cơ hội của mình rồi. Ta là người mang lễ vật tới trước và mỹ nương đã là vợ của ta. Sơn Tinh, ngươi đừng quá mừng vội. Ta chỉ đến sau ngươi có một chút, còn lại sức mạnh tài nghệ của ngươi đều thua xa ta. Ngươi không xứng với nàng.
bà là ta, nàng phải là của ta. Thủy Tinh, ngươi đã đến muộn, hãy chấp nhận sự thật và quay về đi. Ta xứng đáng hơn hắn, ngài không nhìn ra sao? Ta đến muộn một chút, nhưng bù lại những lễ vật của ta quý giá hơn của hắn nhiều. Hãy nhìn xem. Thủy Tinh, ngươi lầm to rồi. Những thứ đó quý với ngươi, nhưng không quý với ta. Ta đã nói rõ yêu cầu lễ Phật mà ngươi không làm theo, lại còn đến muộn nữa. Ngươi còn lý do gì để xứng đáng với con gái của ta đây? Tốt nhất mau quay về đi. Thật không công bằng, ta sẽ không để yên cho hắn cướp đi đàn mỹ nương của ta đâu. Robot. Tương truyền rằng ngày xưa, khu rừng rậm nhiệt đới Libra là nơi sinh sống lâu đời của một bộ tộc lạ có tên là Valerie, có dòng máu đặc biệt. Khi loài Valerie chết đi và tan biến thành tro, đống tro tàn hiện trên ngôi mộ của họ sẽ để lại những viên đá Rhenium rất quý giá. Ai nắm được những viên đá này sẽ chế tạo được ma thuật để trường xuân bất tử. Kẻ đột nhập kia, người dám trộm cắp đá Rhenium sao? Đừng hòng mang nó ra khỏi lãnh thổ của ta. Đứng lại, đừng ép ta phải lấy mạng ngươi. Rồi, hắn mới chỉ lấy được một mảnh nhỏ thôi, chẳng có ích gì. Đừng đuổi theo nữa, kẻo ra ngoài đó sẽ rất nguy hiểm đấy. Biết bao nhiêu kẻ đã chết khi xâm nhập vào đây để ăn cắp đá Rhenium rồi. Thực sự tôi không muốn người khác đổ máu trên lãnh thổ của mình. Một khi biết được đá Rhenium giữ được sự sống trường tồn, họ sẽ không bỏ qua. Anh mới là người phải cẩn thận nhất, vì những kẻ ngoài kia thèm muốn viên đá từ dòng máu của anh hơn cả. Đó mới là viên đá của thủ lĩnh, có năng lượng mạnh nhất. Nhưng tôi tự biết bảo vệ mình mà, Savia. Tiến sĩ Marcus, tại sao nhiều năm nay ngài lại tốn kém công phu làm một con robot cao siêu như vậy? Con robot này sẽ thay ta đột nhập vào khu rừng cấm của bộ tộc Valerie. Ngài tạo ra sức mạnh của nó từ đâu vậy? Ta sẽ dùng chính mảnh Rhenium để tạo ra sự sống cho con robot này. Ngươi còn nhớ lần trước ta đã suýt chết để lấy được nó hay không? À, hóa ra ngài đã lấy được nó về ư? Lũ sinh vật Valerie đó đã nhầm. Chúng nghĩ ta sẽ không làm được gì hết, nhưng ta sẽ còn tạo ra một thứ còn khủng khiếp hơn. Từ nay đừng gọi là robot nữa, hãy gọi cô là Ruby. Cô ta sẽ phải lấy bằng được viên đá có năng lượng mạnh nhất từ dòng máu của tên Roy, thủ lĩnh bộ tộc Valerie. Ai đó, mau lên tiếng đi. Cô là ai? Sao lại đến được nơi này? Tôi là Ruby, tôi đi lạc vào cánh rừng này. Làm ơn cho tôi nghỉ nhờ qua đêm nay được không? Không được, nếu muốn sống, cô mau rời khỏi nơi này đi. Khoan đã, Savia, đó chỉ là một cô gái thôi. Rồi à, chúng ta không thể thiếu cảnh giác được. Chắc có lẽ cô gái này cần sự giúp đỡ của chúng ta. Lạ thật, mình chưa bao giờ thấy Roy dịu dàng với một cô gái. Suốt bao nhiêu năm nay, Roy chưa bao giờ cư xử với mình như vậy cả. Ruby, đây là nơi dành riêng cho cô. Mà cánh tay cô bị thương đúng không? Tôi không sao, cảm ơn anh nha, Roy. Anh ta thật là một chàng trai ấm áp, tử tế. Nhưng Ruby, mày đã được Marcus ra lệnh phải thủ tiêu anh ta. Mày không được phép có những suy nghĩ ngoài lề khác. Tại sao cô ta không ra tay với Roy vậy? Marcus, liệu có vấn đề gì trong cài đặt hệ thống điều khiển không? Không thể nào đâu, Bertie. Ruby là một con robot rất thông minh và có khả năng tính toán của một con người. Ta sẽ đợi. Tốt quá, anh ta đang ở một mình.
những chiếc gai sẽ tàn hình và chỉ xuất hiện lúc cô tự vệ và có ý muốn ra lệnh cho cái vòng này tiêu diệt kẻ thù. Còn nếu có kẻ khác muốn cướp chiếc vòng này, nó sẽ tự bật chế độ hủy diệt, có khả năng thiêu cháy cả một khu rừng. Hãy bảo vệ viên đá này, nó cho cô sự sống. Nếu nó rời khỏi vòng cổ của cô, ngay lập tức cô sẽ tan biến thành một đống hoang tàn. Rồi, tại sao cậu lại giữ cô gái lạ đó lại? Cô ta nhìn rất khả nghi, tôi muốn đuổi cô ta ngay lập tức. Loài người thì có cả người xấu, có cả người tốt. Không nên vì một ai đó xấu xa mà chúng ta nghi ngờ cả những người khác nữa. Huống chi cô gái ấy lại đang gặp nạn. Vòng tay biến mất rồi, mình không còn ý định tấn công anh ta nữa hay sao? Tại sao vậy? Ngày qua ngày, Ruby được chìm trong không gian hiền hòa và yên bình của cuộc sống với bộ tộc Valerie. Cô dần có cảm tình với họ. Trời, anh ấy phát hiện ra mình đang nhìn anh ấy. Xấu hổ quá. Con sang đây chơi với tụi cháu nha. Chú trời bảo chú rất thích cô. Từ nhỏ, những lũ trẻ của bộ tộc chúng tôi đã phải tập cầm cung tên để tự vệ và sinh tồn. Có rất nhiều kẻ đột nhập vào đây để muốn cướp những viên đá Rhiannon của chúng tôi. Tôi rất thương lũ trẻ của khu rừng này. Nếu tôi không còn ở đây để bảo vệ chúng nữa, cuộc sống của chúng sẽ đi về đâu đây? Tại sao cô ta vẫn chưa giết được hắn chứ? Ta phải nói chuyện với cô ta. Ruby, sinh mạng của cô nằm trong tay của ta. Ngay lập tức giết rồi và lấy Rhiannon từ đống tro tàn của hắn về đây. Tôi không thể thực hiện nhiệm vụ này. Ruby, em có sao không? Em mệt lắm đúng không? Tôi e là cô ta có cảm xúc tình yêu với Roy thật rồi nên mới không nở ra tay. Tình yêu sao? Tình yêu là cái thứ gì? Nó cũng tồn tại được ở một con robot sao? Bình tĩnh nào Ruby, mọi thứ đang rất ổn mà. Để tôi đưa em về nha. Roy, cậu có cảm tình với cô ta rồi ư? Rồi cậu sẽ phải hối hận khi giữ cô ta ở lại. Hãy nhìn cô gái nấp sau gốc cây kia đi. Ta biết phải làm gì rồi. Ông là ai? Tôi tới đây cứu lấy tình yêu của cô đấy. Tình yêu của tôi sao? Chỉ cần thủ tiêu Ruby, chẳng phải Roy sẽ dành trọn tình cảm cho cô hay sao? Không thể nào. Tôi... Cô ta chỉ là một con robot mà thôi. Hãy giật lấy chiếc vòng tay của cô ta. Ngay lập tức cô ta sẽ im lìm như một đống sắt vụn vậy. Hả? Ruby chỉ là một con robot à? Samia, cô làm gì vậy? Nó sẽ bật chế độ hủy diệt đấy. Vậy là không phải, cô sẽ chết đi khi bị lấy nó đi hay sao? Samia, cô làm gì Ruby vậy? Roy à, cậu nghe hết rồi đúng không? Cô ta không phải là người, cô ta là robot. Và chiếc vòng trên tay cô ta là vũ khí hủy diệt. Mặc kệ cô ấy là ai, tôi không cần biết. Nếu có ý định tiêu diệt tôi, cô ấy đã có bao nhiêu cơ hội và đã làm rồi. Tôi tin cô ấy là người tốt. Cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng em bằng trái tim lương thiện của mình. Đó cũng là lý do khiến em không thể làm hại anh được. Chỉ vài phút nữa thôi, cây vòng sẽ thiêu cháy rụi cả cánh rừng. Trời ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lẽ nào lão bơ thi đó đã lừa tôi? Hãy bảo vệ viên đá này. Nếu nó rời khỏi vòng cổ của cô, ngay lập tức cô sẽ tan biến thành một đống hoang tàn. Rồi à, khoảng thời gian bên anh dù ngắn ngủi cũng đủ khiến em hạnh phúc như một con người thật sự. Em chỉ là một con robot, nhưng em sẽ làm hết mọi khả năng em có để bảo vệ anh và những người mà anh yêu quý. Ruby, em định làm gì? Đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời robot của em. Ruby, Ruby, Ruby đã tự hủy để bảo vệ tất cả chúng ta. Dù chỉ là một robot, nhưng cô ấy đã hồi đáp lại sự lương thiện của chúng ta. Tôi sẽ giữ viên đá này mãi mãi và nhớ đến cô ấy cả đời này. Sự tích tục bắt vợ của người Mông. Ngày xưa, trong một thung lũng heo vắng, có một bản khá đông đúc của đồng bào người Mông sinh sống. Trong bản đó, có một đứa bé khoảng chục tuổi, mồ côi cả bố lẫn mẹ. Hằng ngày, nó làm việc cho các nhà trong bản kiếm cơm ăn.
mọi người đều gọi nó là Mí Tu. Ai đấy? Này Mí Tu, cháu không biết ta là ai à? Ta là ông của cháu đây. Không, Mí Tu không biết ông đâu. Đúng, ta là ông của Mí Tu thật mà. Ta đã chết từ lúc Mí Tu chưa được nhìn cái sáng, nên Mí Tu không biết đó thôi. Ông là ai mà nói không trúng cái lý? Ông đã chết từ lâu rồi, làm sao còn nói được? Mí Tu không tin đâu. Ông sống lại để giúp Mí Tu mà. Ông muốn cho Mí Tu có nhiều con trâu, con lợn, con gà, có cái nhà to và có quần áo đẹp thật mà. Đúng là ông có Mí Tu, sao ông không ra mà còn trốn trong bụi? Ông trời cho ông làm con hổ nên ra thì Mí Tu sẽ sợ mà. Nếu con hổ là ông của Mí Tu thì cứ ra với Mí Tu đi, Mí Tu sẽ không sợ đâu. Đêm xuống, Mí Tu dần tỉnh. Mí Tu bình tĩnh lại, dần dần hết sợ và ngồi dậy chuyện trò cùng ông hổ. Từ ngày đó, Mí Tu ở lại hang sống cùng với ông hổ. Ngày ngày, hai ông cháu quấn quýt bên nhau. Thấm thoát đã mấy mùa cây to ở cửa hang thay hoa đổi lá. Mí Tu cũng đã lớn khôn. Mí Tu được ông dạy làm nương, trồng lúa, ngô, khoai, sắn. Mí Tu à, cháu đã cứng cái chân, khỏe cái tay, cái đầu đã biết nhiều việc hay việc đúng, nên lúc phải lấy vợ cho cháu thôi. Ở hang nhiều ngày không quen ai thì biết lấy ai làm vợ hả ông? Được rồi, ông sẽ đưa về cho Mí Tu một người con gái đẹp để Mí Tu làm vợ. Chiều hôm sau, ông hổ cõng về cho Mí Tu một người con gái. Sau khi được Mí Tu săn sóc, cô gái đã hồi tỉnh. Biết được mọi chuyện, cô chỉ ôm mặt khóc sướt mướt. Nó không ưng cái bụng làm vợ mày rồi, để ông mang nó trả về chỗ cũ, rồi ông lại đưa đứa khác về. Sau cơn kinh hoàng, cô gái hồi tỉnh, được Mí Tu kể lại ngọn ngành mọi chuyện. Thấy Mí Tu là người con trai hiền lành, khỏe mạnh, biết làm nương giỏi, Sùng Mi ưng bụng làm vợ của Mí Tu. Chẳng bao lâu, đã qua hai lần con trăng mọc rồi lặn. Sùng Mi thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ các em. Sùng Mi nhớ nhà phải không? Vợ chồng mình xin phép ông hổ cho về thăm nhà và ra mắt họ hàng Sùng Mi nha. Đến đầu bảng, ông hổ dừng bước bảo Mí Tu và Sùng Mi vào nhà trước, còn ông sẽ ở lại hang. Bố mẹ à, mở cửa đi, con về đây rồi. Sùng Mi về đây mà. Ai hỏi đấy, Sùng Mi không còn đâu, nó đã bị con thú trên rừng bắt đi mất rồi. Không đúng đâu, Sùng Mi vẫn còn sống đây mà. Con đã lấy chồng, chồng con cùng về thăm bố mẹ thật đây mà. Không, con Sùng Mi nhà tao đã bị thú rừng bắt rồi. Chúng mày là người hay hồn ma? Đúng là con thật mà. Cô thổi bài hát quen thuộc mà trước đây cô vẫn thường thổi cho cả nhà cùng nghe. Mọi người đã nhận ra đúng là Sùng Mi thật. Câu chuyện Sùng Mi, con gái ông Sùng Thào, được bắt làm vợ chẳng mấy chốc đã lan rộng khắp bản. Dân bản đều hết thảy chung vui. Họ hối hả giúp gia đình ông cùng làm đám cưới cho Sùng Mi và Mí Tu. Ông Sùng Thào cùng dân bản và hai vợ chồng Sùng Mi vào rừng đón ông hổ ra chung vui cùng đôi vợ chồng trẻ. Nhưng khi họ đến cái hang ông hổ và Mí Tu từng sống thì ông hổ không còn sống nữa. Ông ơi, sao ông không sống cùng cháu nữa? Ông sống lại đi ông, Sùng Mi còn muốn được chăm sóc cho ông nhiều nữa. Thật kỳ lạ, xác ông hổ dần biến thành xác một ông già, tóc trắng, nước da đỏ hồng, thật hiền và đẹp. Lo mai táng cho ông xong, Mí Tu và Sùng Mi thu dọn cái hang thật ngăn nắp, rồi đem hết của cải, tiền bạc
Ngô Thốc trở về sống với bố mẹ và dân bản. Cũng từ đó, câu chuyện Sùng My được bắt làm vợ lan rộng khắp từ bản gần đến bản xa. Trai gái người Mông đến tuổi xây dựng gia đình cũng hò hẹn nhau, rồi dựng chuyện giả bắt nhau trước ngày cưới. Lâu dần, chuyện trở thành tục lệ của người Mông trước khi xây dựng hạnh phúc đôi lứa. Lương Y. Ngày xưa, ở làng nọ có một vị thầy lang rất giỏi. Anh không những có y thuật cao cường mà còn có một tấm lòng vô cùng nhân hậu. Mẹ anh không sao, giờ chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc theo đơn này là khỏi thôi. Lát nữa ta sẽ bốc thuốc cho. Tôi cảm ơn thầy nhiều ạ. Hãy cầm lấy số tiền này mua cái gì đó tẩm bổ cho bà nha. Thầy tốt quá, đã chữa bệnh miễn phí cho mẹ tôi mà còn cho tiền để mẹ tôi bồi bổ. Hôm nay tôi xin kết cỏ ngậm vành. Cứu chữa bệnh cho người dân là trách nhiệm của tôi mà, cậu đừng khách sáo quá. Thôi, tôi còn phải đi chữa bệnh cho nhiều người nữa, cậu chăm sóc cho mẹ đi nha. Vâng, cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy Lan Tư đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người. Y thuật của ông đã giúp biết bao nhiêu người khỏi bệnh. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc đến tai nhà vua. Hễ ai trong cung có bệnh gì, nhà vua đều cho vời anh đến. Vì thế, những thái y trong cung cũng đem lòng đố kỵ với anh. Thầy Tư, vợ tôi đang nguy kịch lắm, xin hãy đến cứu vợ tôi với. Có chuyện gì? Vợ anh làm sao? Cô ấy bỗng nhiên nôn ra rất nhiều máu, mặt mày xanh lét, một hồi rồi bất tỉnh nhân sự. Xin thầy hãy mau đến cứu cô ấy với. Vậy để tôi lấy đồ nghề rồi đi cùng anh nha. Thầy Lan Tư, nhà vua có lệnh, thầy Lan Lê Tư lập tức vào cung. Trong cung có chuyện gì sao? Quý phi đột nhiên bị sốt, nhà vua cho vời thầy Lan Tư vào cung khám gấp. Bị sốt sao? Xem ra cũng không có gì nghiêm trọng hết. Phiền ngài về báo với nhà vua, cho mời vị thầy Lan khác được không ạ? Ở sao có thể thấy được chứ? Mệnh lệnh của nhà vua đã nói rất rõ ràng là đích thân thầy Lê Tư, nhà ngươi phải vào cung. Ngươi không thể trái lệnh được. Nhưng mà tôi đã hẹn đến nhà của vị này để chữa bệnh cho vợ anh ta trước rồi. Hơn nữa, trong cung cũng có rất nhiều thái y mà. Ngươi cũng biết là trong cung nhiều thái y, nhưng nhà vua lại cho vòi ngươi, chứng tỏ ngươi rất coi trọng ngươi. Ngươi nên biết điều một chút, mà nếu ngươi không đi, ngươi sẽ mắc tội kháng chỉ, là tội chết đấy. Tôi không kháng chỉ, tôi sẽ vào cung. Nhưng hãy đợi tôi đến khám xong cho vợ của người này đã. Vợ anh ta đang rất nguy kịch, còn bệnh của quý phi thì có thể đợi được. Còn người này, nếu như tôi không đến thì cô ta sẽ mất mạng mất. Làm gì có chuyện đó chứ. Lệnh vua là trên hết, người phải lập tức vào cung. Nếu không, người sẽ phải bị tội chết. Mình hãy vào cung đi. Là tội chết đấy, mình có biết không? Nhưng mà vợ anh ta... Tôi xin anh hãy đi tìm thầy Lan khác đi. Chồng tôi phải vào cung, nếu không anh ấy sẽ bị xử tội chết mất. Nhưng tôi biết tìm ai bây giờ. Tôi sợ vợ tôi không thể chờ được. Tôi vẫn phải đi cứu vợ của người này trước. Mình nói cái gì thế? Rượu mày không uống, lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, bắt lấy hắn, áp giải vào cung cho ta. Tôi xin mình mà, mình vào cung ngay đi. Thế nào, người muốn tự nguyện hay để ta phải dùng biện pháp mạnh đây? Tôi biết mình khó tránh khỏi tội chết, chỉ xin ngài hãy cho người báo lại với nhà vua để tôi đến khám cho vợ người này trước. Xong việc tôi sẽ theo ngài vào cung chịu tội. Người... Mình ơi, mình đã bỏ tôi mà đi sao mình? Mình, tôi xin lỗi, nhưng tôi là một thầy lang, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Lương tâm của tôi không cho phép, mình hãy hiểu cho tôi nha. Người lo cứu mạng người ta mà không lo cứu mạng mình sao? Ý tôi đã quyết, xin ngài hãy cho tôi được toại nguyện. Thưa đức vua, quý phi chỉ bị cảm nhẹ, thần đã kê thuốc cho người uống, chỉ vài thang là khỏi ạ. Tốt lắm. Thưa đức vua, Lê Tư đã được giải vào cung ạ. Mau cho hắn vào. Lâu nay ngươi luôn được nhà vua sủng ái, còn hơn cả thái y như ta. Hôm nay thì ngươi thân bại danh liệt rồi. Ngươi thật to gan, dám cãi lệnh của ta sao? Thưa đức vua, thảo chừng nào dám cãi lệnh người, chỉ là... Còn dám nói là không cãi lệnh. Ta bảo ngươi lập tức vào cung chữa bệnh cho quý phi,
mà ngươi lại chữa cho vợ của tên dân đen kia trước. Thế không phải là cãi lệnh thì là gì? Xin Đức Vua hiểu cho, Thảo Dân là một thầy lang, nhiệm vụ của thần là đi cứu người. Ai bệnh nặng, ai nguy kịch hơn thì thần sẽ cứu người đó trước. Thảo Dân thấy bệnh tình của Quý Phi chưa đến mức nghiêm trọng đâu, nên mới để sau ạ. Điều dân to gan, người giả bằng Quý Phi ra so sánh với vợ của tên dân đen kia sao? Người là bậc cao quý, đương nhiên tính mạng quan trọng hơn tất cả. Người nói thế là có ý khinh thường Quý Phi, khinh thường cả đất vua nữa. Thảo Dân không có ý đó. Thảo Dân có 100 cái đầu cũng không dám coi thường Quý Phi và đức vua đâu ạ. Chỉ là... Còn chối à, nếu người coi trọng Quý Phi thì đã ngay lập tức vào cung khám bệnh cho người, chứ không phải trì hoãn như thế này đâu. Thưa đức vua, tội của hắn đáng chu di tam tộc đấy ạ. Thưa đức vua, thần không dám đâu ạ. Chỉ là thần thấy đã là tính mạng của con người thì ai cũng đáng quý như nhau, không thể phân hạng sang hèn. Người phụ nữ kia đang ở bên bờ vực của cái chết, nên thần mới đi cứu bà ta trước, chứ không hề có ý coi thường Quý Phi vào nhà vua đâu ạ. Người em đi, đừng có ngụy biện. Dù thế nào thì ngươi cũng đã mắc tội kháng chỉ. Người có thành mình thế nào cũng vô ích. Ngươi đã phạm tội chết rồi. Đúng, Thảo Dân đã phạm tội, nhưng Thảo Dân không hối hận. Vì nếu Thảo Dân không đến kịp, người phụ nữ kia sẽ chết. Thảo Dân xin chịu tội, chỉ xin đức vua anh minh đừng xử tội người nhà của Thảo Dân. Ai làm người nấy chịu, một mình Thảo Dân chịu là đủ rồi. Được, vậy bao lôi hắn ra xử trảm. Quân đâu, còn không y lệnh, mang tên Lê Tư này ra trảm đi. Người yên tâm, người sẽ không phải chết đâu. Bẩm ý người là... Thưa, sao lại thế ạ? Ta không trách tội ngươi, trái lại còn ban thưởng cho ngươi nữa. Ban thưởng? Người... người nói sao ạ? Tâu đức vua, sao có thể như thế được ạ? Hắn đã phạm tội mà. Ngươi thật là một lương y chân chính, y thuật cao cường, lại có lòng nhân đức, thương xót nhân dân mà không màng đến sống chết của mình. Nếu giết ngươi thì ta chẳng khác nào một hôn quân gian ác không biết lý lẽ sao? Ngươi cũng nên học đức tính này của Lê Tư đi. Dạ vâng ạ. Ngươi đúng là một vị vua anh minh, tạ ơn ngươi đã không trách tội ạ. Ngươi đâu, ban thưởng cho thầy lang Lê Tư 100 lạng vàng. Tạ ơn đức vua đã ban thưởng, nhưng thần có một tâm nguyện. Thần muốn đổi vàng được ban thưởng này thành gạo trắng để ban cho dân nghèo cứu đói, có được không ạ? Được, được chứ. Ngươi quả là người có tấm lòng cao cả. Đất nước này có những lương y như ngươi thì quả là phúc của muôn dân. Tạ ơn đức vua. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.